Hello anh chị em nha, hôm nay mình làm cái Lamborghini tiếp tục nha anh chị em. Làm cái khung cửa, cái xương của cái mui á, làm cửa đó, cái khung cửa đó bà con. Làm như riêng luôn nha, ngoài lại một cái là ok liền á. Cái kép là cái nào đẹp đẽ liền. Lấy cái kiếng hồng cho cậu ơi.